nãy mình ở bên kia, hôm nay mình vừa bay qua, bây giờ mình qua bên đây. Hello cả nhà. Bây giờ mình sẽ ăn. Vừa live vừa ăn. Hello chị Tây, hello mọi người. Linh ơi, ăn cơm không? Hello, hello mọi người. À, DTT là Đào Thanh Trúc. Mọi người có phải bên TikTok qua đúng không? Dạ. Mình Linh la rồi, quê quá. Hello cả nhà yêu. Chị gọi tên em đi. Tên em khó gọi quá, chị không biết gọi sao hết. Gì đây? Giữa marketing và thương mại quốc tế nên chọn cái nào chị? Mà bên thương mại em yếu tiếng Anh, giờ sao chị? Trời bé ơi, em hỏi chị khó không? Marketing và thương mại quốc tế nên chọn cái nào? Bên thương mại em yếu tiếng Anh. Thật ra tiếng Anh thì bên marketing hay là thương mại gì chị nghĩ, hay là bất kỳ ngành nào thì nó cũng sẽ cần thiết á. Yếu tiếng Anh thì chị nghĩ là cái việc mà mình cải thiện tiếng Anh thì nó không là vấn đề, nên em đừng có sợ. Quan trọng là em thích ngành nào thôi. Quan trọng là giữa marketing và thương mại em thích ngành nào. Nhưng mà chị thấy có vẻ như là em đang khá là thích thương mại quốc tế đúng không? Ngành thương mại cũng khá là ok. Em đừng có lo về vấn đề tiếng Anh, mình vẫn có thể cải thiện được. Hello chị Giúp Trứng Linh. Hai cả nhà. Múc ban cùng một thằng. Yeah. Linh đang live bên TikTok rồi mọi người ơi. Linh đang live bên TikTok rồi. Hello Only Sen Vàng, FC Á Hậu Ngọc Hằng. À cái gì? À, nhiều quá. Đừng rủ Linh ăn giùm chị. Linh ơi. Trời. Em ăn cũng ít mà. Mọi người thương chị lắm. Em ăn có nhiều đâu. Không, mọi người thương chị á nên là mọi người mới kêu vậy á. Chứ thực ra là em muốn rủ Linh ăn dữ lắm luôn á Linh. Em ăn chung với em mới vui chứ không em buồn. Bọn em từ Quốc Học Vinh qua á chị. Oh, hello, hello bé. Thì Linh đâu hả? Thì Linh đang like ở đây nè. Bẻ nó đuổi đi bà. Tôi bẻ rồi bà. Hay không? Ê sao cái này nó không tự chạy mà. Thôi đừng like em. Đừng cho Linh ăn nha. Dạ. Dạ. Một cái vấn đề ăn của tôi mà sao mọi người nhắc hoài à. Ủa sao đâu. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ ăn chay. Mọi người cùng ăn chay với mình nha. Đây là bây giờ là trước khi mà Ngọc Hành đi diễn thì Ngọc Hành sẽ múc bàn ăn chay. Hồi nãy live bên TikTok á, nó bị giật lát quá à. Thấy mọi người nói giật lát đó, nên thôi tôi qua bên đây. Tối nay chị diễn quảng trường đúng không? Đúng rồi. Còn Hoàng diễn ở quảng trường. Quảng trường. Cái gì quảng trường tên gì? Không biết. Nhưng mà ở thành phố Vinh. Sao chị ở đó ngồi vậy ạ? À? Chị không ngồi ở ngoài. Mọi người biết sao không? Bây giờ là trời sắp tối rồi. Gần 7 giờ rồi. Mà bây giờ mà mình ngồi ở ngoài nữa là nó tốt hui, là mọi người thấy mặt đen hui á. Ê mọi người nhắn nhiều quá mà tôi phải lấy tay tôi kéo. Tôi ăn chay nha cả nhà. Đây là món chả, tôi nghĩ chắc chả chuối. Chắc là chả chuối. Chị ơi, chị sinh năm bao nhiêu vậy? Chị sinh năm 2003. Mọi người kêu mình bằng tên cũng được, tại mình cũng không có được lớn tuổi lắm. La chung đi bà. Hồi nãy là tính la chung. Nhưng mà lâu rồi Ngọc Hằng không hoạt động TikTok, là Instagram. Mọi người nói là Ngọc Hằng lặng và tuốt đáy đại dương nên phải lên live. Chào chị Ngọc Lệ. Chị hỏi chị Linh xem hết các phim Trung Quốc chưa? Linh xem hết rồi. Linh xem chung với Ngọc Hằng.
Mọi người có xem phim không? Tình yêu, tình yêu anh dành cho em, tình yêu anh dành cho em, trời mê. Mê dữ. Tình yêu anh dành cho em. Ủa. Ê em mẹ anh Vương Tử Kỳ. Ôi tâm nguyên tôi muốn. Mê, trời mê cái cặp đó luôn, mê dữ, không có mọi người biết mọi người có coi không nữa. Ngọc Hằng và Linh đừng mê. Thử thách đọc 7 hàng nắng thích trước khi ăn. Trời ơi, ít có ác quá nha. Sao mà đọc được 7 hàng nắng thức à, chắc là xin khất lên cho tôi ăn sau bây giờ tôi đọc cũng được. Ê mọi người coi tôi vừa coi live xong vừa tôi coi tôi ăn đó. Mọi người có chán không? Chị nhớ Quảng Trường Lai Châu không? Có chứ. Chị nhớ Lai Châu sao chị không nhớ được? Quá là đậu hũ. Sao mọi người biết tôi ăn đậu hũ hay vậy? Rớt rồi. Chị ơi, chị bảo chị Linh chào em đi ạ. À. Chị Linh ơi. Hello em. Hello bạn là tên là Hi 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 206. Chị Linh đã chạy em rồi đó. Lần đầu thấy chị like hung hung. Trời ơi. Chị thấy không? Mọi người nói là lần đầu mới thấy em like. Ăn đường nha chị ơi. Ủa sao vậy? Chị Linh sao ăn sao? Lúc em miếng đây, lúc cho em miếng chả chuối chị ăn. Phim tình yêu dành cho em có thấy tổng tổng vô chi không chị? Trời ơi có giao diện là tổng tổng nhưng mà hệ điều hành là vô chi nè, bị đinh ra nữa. Mọi người bảo nghe tổng thần tổ hơn tổng chị nè. Mày nói nhỏ sợ mọi người không nghe. Thế là phí bi Bingo. Thế là Bingo. Em nói xem nào. Thôi để mình nói to hơn mọi người ạ. Bây giờ mình mới đọc bằng cái phim mà ai to. À, chị cái xuống comment mới nhất mà nó tự chạy. À. Nhưng mà có nhiều cái chị chưa kịp đọc quá à. Chị Hằng nói to quá. Ê, em nói nhỏ nhất rồi đó. Chị lặng mà mất phanh cứng luôn trời. Xin lỗi nha, chị xin lỗi. Chị sẽ ráng hoạt động lại. Tại vì á mọi người xem hết bộ phim tình yêu anh dành cho em. Trời ơi mê quá à. Dành cho con mà tôi bị làm mơ luôn á. Cái gì vậy? Đúng bức tranh. Bức tranh đằng sau chị khó gì đó. Tân Kỳ xong mà còn tập đó còn đóng thêm một phim nữa cái là phim gì chỉ là quan hệ hôn nhân. Trời ơi nó cái gì chỉ là quan hệ hôn nhân á cả nhà. Trời ơi mê dữ luôn á. OTB đóng phim với nhau lần 3 rồi nè chị. Ủa chị biết mà hả chị? Coi chị biết hết mê lắm luôn á. Mọi người biết là cái mức mà tôi mê mà tôi coi mà tôi nằm mơ tôi thấy là tôi thấy hai anh chị trong giấc mơ của tôi là hiểu rồi. Hello, I'm Jay 2007. Mọi người thông cảm nha, tại vì tôi đang nhai á, tôi không có nói được. Chị cũng đã ăn chay giống Ngọc Hằng nè. Mà chị chỉ ăn theo tháng thôi. Không sao đâu chị. Em thấy là mình ăn chay á, mình ăn được ngày nào hay ngày đó. Ví dụ mà mình nếu như mình không ăn chay trường được thì mình có thể ăn theo tháng. Ăn tháng không được mình có thể ăn theo ngày. Không sao cả. Mọi người có thể vừa có like vừa lấy một tấm cơm xong rồi mình ngồi mình cùng ăn với nhau.
Đó. Ờ cái gì bếp toàn toàn là siêu cute mà chị coi á, như cái giọng thấy cưng dễ sợ luôn á. Thấy sao chị Hy? Ê, hình như là tôi đọc quá chậm luôn mọi người, cái tin nhắn nó trôi từ cái chỗ nào đó. Mọi người thông cảm nha, bây giờ là tôi sẽ kéo xuống cuối cùng. Tôi kéo xuống cuối cùng để tôi đọc. Ok. Ủa mất một móng rồi bà. Hay quá vậy ta. Ghê quá đây nè, cho mọi người coi nè. Đây là móng tay của tôi nó bị mất một móng rồi nè. Cái chị diễn ở quảng trường Hồ Chí Minh phải không? Ủa đúng rồi. Chị diễn ở quảng trường không? Tại thành phố Vinh, Nghệ An. Quảng trường Hồ Chí Minh. Em xem Tình Yêu Anh Dành Cho Em. Trời ơi, mọi người phải xem cái phim đó thôi. Ai rồi cũng sẽ mê. Chị coi mà chị mong ngóng từng ngày từng ngày. Anh Hùng Chín Móng. Hay hả? Tên mới nè. Lâu không like mà không ít người coi là mốt là tôi buồn tôi không like nữa. Mọi người đặt câu hỏi đi, có cái phần mục đặt câu hỏi không ta? Em chưa nhớ Ngọc Hằng, chị cũng nhớ em. Cô tu. Chị bận quá, lúc đó chị bận quá rồi. Không có nhiều thời gian với chị. Ra phương từ lâu rồi mà chị. Trời ơi, chị đã coi xong rồi. Chị đã coi từ lúc mà có một cái tuần cuối á thì nó ra luôn cả, nó ra luôn cả mấy tập đó, 8 tập hay 4 tập vậy á, ra luôn. Chị coi mà giống như là kiểu mình mong ngóng từng ngày á, là kiểu cái tuần này nó chỉ có thứ hai thứ tư xong rồi hả, tuần sau nó mới chiếu. Trời ơi, đau nhớ muốn xỉu luôn á. Bởi vì chị mới nói là chị coi lúc mà chị mơ luôn rồi, mọi người hiểu rồi. Tẩy Trang đi rồi ăn tiếp chị. Không, tôi mới make up xong mà, bây giờ tôi phải ăn để tôi chuẩn bị đi diễn. Ai bên kia vậy chị? Linh. Linh. Phan hỏi chị á. Hỏi chị đâu rồi? Chị đâu rồi ạ? Phát hiện Trịnh Thùy Linh ngay sau Trịnh Thùy Hằng nè. À, anh đặt câu hỏi rồi hả? Trời ơi. Chị ơi, AFC là... Ủa, nhưng mà mình đọc, mình coi câu hỏi xong rồi mình trả lời làm sao ta? Hay là mình nói miệng luôn? Chị chung trường với Từ Gia Khang đúng không? Ừ, đúng rồi. Hồi cấp 3 học chung trường với Từ Gia Khang. Chạy đến live hay xem live? Bé OBM à. Em có thể vừa kết hợp vừa chạy đến live xong rồi xem live của chị. Vậy mà người hít lên rồi em hắt ặc gì đó. Trời ơi, em mới có áo có béo thôi. Sao vậy? Bọn em không thấy đồ. Đúng hả? Trời ơi, mọi người ơi. Từ từ nha, tụi em ăn xong cái hả? Tại mọi người biết sao, tôi sắp đi rồi. Tôi sắp đi diễn rồi. Mọi người làm sao mình để kiểu mình trả lời mấy câu hỏi của mấy bạn đặt á. Nhưng mà bây giờ sắp đi rồi sao ta?
Thế là bị gọi rồi, bị gọi rồi. Chuẩn bị đi diễn. Mọi người ơi, các bạn, mọi người mình bị tóm cổ rồi. Mình đã kết thúc thời gian. Mình bị alo rồi. Ngọc Hằng sắp phải ao chữ live này rồi. Mình bị... Ơ thì Thu Phương Tặng có ở đây để mình... Ờ... Ê... Ờ, nhưng mà... Ê, chị... Không được. Thôi, mình nhưng phải... bây giờ ao sẽ bị mất luôn. Mọi người ơi, mọi người đừng có giận Ngọc Hằng nha, Ngọc Hằng sắp phải ao rồi. Mọi người nha, mình bị cảnh sát bắt rồi mọi người. Cảnh sát bắt thì ghê quá à. Đến tờ rồi mọi người, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người. Chú ăn hết ngập cơm nữa. Bye. Ăn lẹ coi, chú tờ làm gì la dữ vậy. Dạ gì ăn lẹ đi mẹ ra bây giờ chồng không đây không có mẹ đây có ở đây được đó chúng tôi Ngọc Hằng lộn Ngọc Hùng và Linh Dẹo. Ngon quá à. Nè nó ăn ăn nè. Linh ơi, 6:55 hả Linh? Thôi hay là mình đi lên ha. Cô đi lên. Mọi người ơi, chuyện là bây giờ tôi phải đi lên thay trang phục để chuẩn bị đi diễn rồi. Đừng có giận nha. Nhà lẹ lên Khánh Ngọc ra kia. Thôi mà người mất con ăn lẹ, con ăn chậm lắm. Siêu chậm luôn. Ba. Các bạn mọi người. Ê, cái câu hỏi á, chú muốn trả lời lắm luôn á mà không biết trả lời làm sao nè. Lúc mà mình tắt ra thì nó có còn giữ không ta? Nó còn giữ cái câu hỏi không? Thế mà cả nhà. Tối về ra tiếp, sợ tối về không, sợ tối về muộn không ra được. Nhưng mà sẽ cố gắng ra. Quan trọng mọi người còn thức để coi live không? Cắt màn hình, à đúng rồi ha, cắt màn hình cho chắc đi bà. Đây, như chị cắt màn hình. Xong rồi, tối nay chị mình live là chị sẽ trả lời hết mấy cái câu hỏi của mấy bạn ha. À, cắt lại rồi lên story đi chồng. Ờ, à, cũng được, ok. Mọi người có muốn tôi lưu live không? Để tụi tôi comment lại câu hỏi cho. Comment là tôi không kịp chụp đâu nha ha. Bye bye. Bây giờ mình phải đi thay đồ để diễn rồi. Bye bye cả nhà. Love you. Bye bye. Rồi giờ tắt live. Ủa? Chết rồi. Nó đứng rồi. Ê, là bóng kết thúc ngay đúng không Linh? Cái Instagram á.